Phần 1. Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Trong chiến lược toàn cầu của những người lãnh đạo Trung Quốc, nếu họ coi Liên Xô và Mỹ là những đối tượng chủ yếu cần phải chiến thắng, thì họ coi Việt Nam là một cái đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính để dễ bề đạt được lợi ích chiến lược của họ. Bước vào những năm 1950, khi bắt đầu công cuộc xây dựng lại hòng đưa nước Trung Hoa nhanh chóng trở thành cường quốc trên thế giới, những người lãnh đạo Trung Quốc phải đối phó với một cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Triều Tiên ở phía Bắc và mối nguy cơ đe dọa an ninh của Trung Quốc ở phía Nam do cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam gây ra. Đồng thời, đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ và tên sen đầm quốc tế, thi hành một chính sách thù địch đối với Trung Quốc và đang ra sức tiến hành kế hoạch bao vây và cô lập Trung Quốc. Cuộc kháng chiến thắng lợi của nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân Campuchia chống lại thực dân Pháp đã đưa đến cái hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương. Pháp lo sợ thắng lợi hoàn toàn của nhân dân Việt Nam sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc Pháp. Trung Quốc là nước cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Việt Nam trong cuối cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp. Những người lãnh đạo Trung Quốc đã lợi dụng tình hình lúc đó để đứng ra làm thương lượng chủ yếu đối với đế quốc Pháp, cấu kết với chúng và cùng nhau thỏa hiệp về một phải giải pháp có lợi cho Trung Quốc và Pháp, không có lợi cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Họ đã hy sinh lợi ích của nhân dân ba nước Đông Dương để bảo đảm an ninh cho Trung Quốc ở phía Nam, để thực hiện mưu đồ nắm Việt Nam và Đông Dương để bảo đảm an ninh cho, đồng thời để có một cái vai trò nước lớn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, trước hết là Á Châu, và để thực hiện mưu đồ nắm Việt Nam và Đông Dương của Trung Quốc. Trong hội nghị Geneva năm 1954, mà phần đầu dành cho vấn đề Triều Tiên, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần đầu tiên xuất hiện ngang hàng với bốn cường quốc ủy viên thường trực. Đó là một cơ hội tốt cho những người lãnh đạo Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng của mình khu vực châu Á, châu Phi. Đồng thời, họ tìm cách bắt tay với đế quốc Mỹ qua các cuộc thương lượng trực tiếp bắt đầu Geneva, về sau chuyển sang Vascava. Từ sau Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào Việt Nam nhằm biến miền Nam Việt Nam thành một thuộc địa kiểu mới và một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Nam châu Á. Những người cầm quyền ở Bắc Kinh muốn duy trì lâu dài tình trạng Việt Nam bị chia cắt. Nhưng nhân dân Việt Nam đã anh dũng đứng lên chống Mỹ cứu nước và ngày càng giành được nhiều thắng lợi. Cuối những năm 1960, đế quốc Mỹ bị sa lầy trong chiến tranh xâm lược chống Việt Nam. Một cuộc chiến tranh đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị và xã hội của nước Mỹ, đồng thời làm suy yếu thêm vị trí của đế quốc Mỹ trên thế giới. Tình hình đó đã tạo nên cái điều kiện thuận lợi cho các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh mẽ và tạo cho các nước Tây Âu, Nhật Bản có cơ hội ngoi lên thành những lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ. Trước tình thế ngày càng tuyệt vọng, Tổng thống Nixon đã đề ra kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Và theo kinh nghiệm của đế quốc Pháp năm 1954, dùng Trung Quốc hòng giải quyết vấn đề Việt Nam với những điều kiện có lợi cho đế quốc Mỹ, rút quân ra khỏi Việt Nam mà vẫn giữ được chế độ bù nhìn Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam Việt Nam. Đồng thời, chính quyền Nixon chơi con bài Trung Quốc để gây sức ép đối với Liên Xô chống phong trào cách mạng thế giới.
lợi dụng sự suy yếu của đế quốc Mỹ và chiều hướng chính sách của chính quyền Nixon, những người lãnh đạo Trung Quốc tăng cường chống Liên Xô và thỏa hiệp với Mỹ, giúp cho Mỹ giải quyết vấn đề Việt Nam để cố tạo nên một thế ba nước lớn trên thế giới theo công thức của Kissinger về thế giới nhiều cực. Trong đó, một trong ba cực lớn là Trung Quốc. Xóa bỏ thế hai cực của Mỹ và Liên Xô đã hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời dùng vấn đề Việt Nam để đổi lấy việc Mỹ rút ra khỏi Đài Loan. Do đó, họ lật ngược chính sách liên minh, bắt đầu từ việc coi Liên Xô là kẻ thù chủ yếu gây ra xung đột biên giới với Liên Xô trong tháng 3 năm 1969, đến việc phản bội Việt Nam lần thứ hai buôn bán với Mỹ để ngăn cản thắng lợi hoàn toàn của nhân dân Việt Nam. Trong năm 1971, họ lần lượt tiến hành chính sách ngoại giao bóng bàn, đón tiếp Kissinger ở Bắc Kinh, tiếp theo đó là việc khôi phục địa vị của Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc và các nước Cộng hòa Nhân dân Chủ Trung Hoa trở thành một trong năm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Đỉnh cao của việc Trung Quốc tiếp Tổng thống Nixon là hai bên ra thông cáo Thượng Hải vào tháng 2 năm 1972. Đối với những người cầm quyền Bắc Kinh thì sự cấu kết với đế quốc Mỹ là một bước có ý nghĩa quyết định đối với công việc triển khai chiến lược toàn cầu của họ. Cũng như sau Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương, những người lãnh đạo Trung Quốc sau Hiệp định Paris tháng Giêng năm 1973 về Việt Nam muốn duy trì nguyên trạng ở miền Nam Việt Nam, tức là vẫn chia đôi với nhau. Sách Cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc của Chủ tịch Mao Trạch Đông viết năm 1939 do hiệu sách Tân Hoa Thư Điểm, tức là tiệm sách Rực Nam, tái bản tháng 6 năm 1949. Trong đó có đoạn viết như sau: sau khi dùng chiến tranh đánh bại Trung Quốc, các nước đế quốc đã cướp đi nhiều nước phụ thuộc và một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, Nhật chiếm Triều Tiên, Đài Loan, Lưu Cầu, quần đảo Bành Hồ và Lữ Thuận, Anh thì chiếm Miến Điện, Bhutan, Nepal và Hương Cảng, Pháp thì chiếm An Nam. Đứng về vẽ chấm là biên giới của Trung Quốc theo quan điểm bành trướng và những vùng đánh số là những vùng lãnh thổ mà nhà cầm quyền Bắc Kinh cho là đã bị nước ngoài chiếm mất, bao gồm có một phần lớn vùng Viễn Đông và Trung Á của Liên Xô, Assam, Sikkim, Bhutan, Miến Điện, Nepal, Thái Lan, Việt Nam và Lào, Campuchia. Vì vậy, thắng lợi của nhân dân Việt Nam năm 1975 đánh sụp hoàn toàn chính quyền tay sai của Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà không chỉ là một thất bại lớn của đế quốc Mỹ mà còn là một sự thất bại lớn của những người cầm quyền Bắc Kinh trong việc thực hiện cái chính sách hoàn toàn cầu và mưu đồ bành trướng bá quyền của họ. Từ đó, họ công khai thi hành chính sách thù địch chống Việt Nam, kể cả biện pháp là quân sự. Như vậy, trong 30 năm qua, Việt Nam là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Vì Việt Nam có một vị trí rất quan trọng trong chiến lược của Pháp giữa những năm 1950, cũng như trong chiến lược của Mỹ đầu năm 1970. Những người lãnh đạo Trung Quốc đã dùng con bài Việt Nam để cấu kết với bọn đế quốc, phục vụ cho ý đồ chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ. Đồng thời, họ mưu toan một mình nắm một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, một vấn đề trung tâm của đời sống chính trị quốc tế bây giờ. Để dương cao cái chiêu bài chống chủ nghĩa đế quốc, hòng nắm quyền lãnh đạo cách mạng thế giới, dìm ảnh hưởng của Liên Xô. Phần thứ hai là Mã,
Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc. Đông Nam Á Châu là một bành trướng cổ truyền trong lịch sử của Trung Quốc, là khu vực mà từ lâu những người lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ước mơ được thôn tính. Năm 1936, Chủ tịch Mao Trạch Đông kể chuyện với nhà báo Mỹ Edgar Snow ở Yunnan về cái thời trai trẻ của mình đã bộc lộ ý nghĩa sau khi đọc một cuốn sách nhỏ nói về việc Nhật chiếm Triều Tiên và Đài Loan và việc mất chủ quyền của Trung Hoa ở Đông Dương, Miến Điện và nhiều nơi khác. Ông viết, đọc xong tôi lấy làm thất vọng đối với tương lai của đất nước tôi và tôi bắt đầu nhận thức rằng bổn phận của mọi người là phải đóng góp cứu nước. Tài liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Mao Trạch Đông viết mang tên Cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản năm 1939 có viết: các nước đế quốc sau khi đánh bại Trung Quốc đã chiếm các nước phụ thuộc của Trung Quốc, Nhật chiếm Triều Tiên, Đài Loan, Liêu Cầu, quần đảo Bành Hồ và Lữ Thuận, Anh chiếm Miến Điện, Bhutan, Hương Cảng và Pháp chiếm An Nam. Cuốn sách sơ lược lịch sử của Trung Quốc hiện đại xuất bản năm 1954 ở Bắc Kinh có vẽ bản đồ lãnh thổ Trung Quốc bao gồm nhiều nước chung quanh kể cả ở Đông Nam Á và vùng Biển Đông. Ý đồ bành trướng của những người lãnh đạo Trung Quốc đặc biệt lộ rõ ra trong cái câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng Lao động Việt Nam ở Vũ Hán năm 1963. Tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam Á Châu. Cũng trong dịp này, Chủ tịch Mao Trạch Đông so sánh nước Thái Lan với tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc về diện tích thì tương đương, nhưng về dân số thì tỉnh Tứ Xuyên đông gấp đôi, và nói rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Thái Lan để ở. Và đối với nước Lào, đất rộng, người thưa, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng cho rằng Mỹ Chủ tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong một cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 8 năm 1965. Chúng ta giành cho được Đông Nam Á Châu, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore. Một vùng như Đông Nam Á Châu rất giàu, ở đây có rất nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy. Sau khi giành được Đông Nam Á Châu thì chúng ta có thể tăng cường với sức mạnh của chúng ta ở vùng này. Lúc đó chúng ta sẽ có một sức mạnh tương đương để đối đầu với lại khối Liên Xô Đông Âu và gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây. So sánh với các khu vực trên khác trên thế giới thì Đông Nam Á Châu là một khu vực mà Trung Quốc có nhiều điều kiện thuận lợi nhất, có nhiều phương tiện và khả năng nhất. Hơn 20 triệu Hoa Kiều và các chính đảng lệ thuộc vào đảng đang sống với Cộng sản Trung Quốc. Đông Nam Á Châu có đường đi đất liền với Trung Quốc để thực hiện chính sách bành trướng và bá quyền nước lớn của mình. Cho nên trong 30 năm qua, những người lãnh đạo ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Nhân dân Trung Hoa, lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã dùng nhiều thủ đoạn để dễ thực hiện chính sách bành trướng ở khu vực này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng của họ. Họ xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược, phát triển lực lượng kinh tế, ỷ thế nước lớn đe dọa bằng quân sự và hứa hẹn viện trợ về kinh tế để mua chuộc, lôi kéo hoặc gây sức ép với các nước ở khu vực này, hòng làm cho các nước đó phải đi vào cái quỹ đạo của họ. Họ xâm phạm lãnh thổ của các nước và gây ra xung đột biên giới, dùng lực lượng tay sai hoặc trực tiếp đem quân xâm lược, hòng làm suy yếu để dễ bề khuất phục, thôn tính nước này, nước khác trong khu vực. Họ không từ bất kỳ
bất kỳ một hành động tàn bạo nào như họ đã dùng tập đoàn Pol Pot lên Sari thực hiện cái chính sách diệt chủng ở Campuchia. Họ dùng nhiều công cụ ở các nước Đông Nam Á Châu, lực lượng Hoa Kiều làm đảo quân thứ năm, các tổ chức gọi là Cộng sản theo mệnh lệnh của Bắc Kinh khi các dân tộc thiểu số ở các nước thuộc khu vực này có ít nhiều nguồn gốc dân tộc Trung Quốc để phục vụ cho chính sách bành trướng và bá quyền của họ. Về việc sử dụng lực lượng Hoa Kiều, ý đồ của Bắc Kinh đã được thể hiện rõ nhất trong ý kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Nghị. Singapore có trên 90% là người Trung Quốc. Trong số dân hơn 1 triệu người thì hơn 90 vạn người là người Trung Quốc. Cho nên Singapore hoàn toàn trở thành một quốc gia do người Trung Quốc ở lại tổ chức. Những người lãnh đạo Trung Quốc lợi dụng mâu thuẫn giữa các dân tộc ở Đông Nam Á Châu chia rẽ các nước thuộc tổ chức ASEAN với 3 nước trên bán đảo Đông Dương, chia rẽ các nước với nhau như đã chia rẽ với Malaysia, với Indonesia và Miến Điện và với Thái Lan. Đặc biệt họ lợi dụng tình hình Đông Nam Á Châu là một trong những khu vực sôi sục cách mạng trên thế giới, phong trào độc lập dân tộc ngày càng phát triển và chủ nghĩa thực dân để cái đế quốc này càng ngày càng suy yếu để dễ thực hiện được cái ý đồ bành trướng của họ. Khi thực dân Pháp thất bại ở Việt Nam năm 1954, họ muốn duy trì ở miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia có sự có mặt của Pháp là một tên đế quốc đã làm suy yếu để ngăn chặn Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, xâm nhập vào Đông Dương và hạn chế thắng lợi hoàn toàn của cách mạng ba nước Đông Dương. Khi Mỹ suy yếu và thất bại ở vùng này, họ muốn duy trì sự có mặt của Mỹ để cùng với Mỹ thống trị cả các nước trong khu vực. Làm như vậy, họ hy vọng dựa vào chủ nghĩa đế quốc ngăn chặn sự phát triển của cách mạng để từng bước lấn ướt gọi là lỗ hổng của Đài Loan ở Đông Nam Đại, xin lỗi, của Đông Nam Á Châu, tiến đến gạt dần các đồng minh và đế quốc để độc chiếm khu vực này. Họ tung ra luận điệu lừa bịp là ngăn chặn ảnh hưởng của Nga Xô để che giấu cái âm mưu đen tối của họ. Việt Nam có một chiến lược vị trí ở Đông Nam Á. Việt Nam có một vị trí chiến lược ở Đông Nam Á Châu, trong khi lịch sử Việt bọn bành trướng phong kiến của Trung Quốc đã nhiều lần xâm lược, hòng thôn tính. Việt Nam dùng tên Việt Nam làm bàn đạp để xâm lược các nước khác ở Đông Nam Á. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các đảng Cộng sản ở khu vực này chỉ có đảng Cộng sản Việt Nam là giành được chính quyền với họ, còn các đảng khác, công nông ở trong khu vực thì không. Đó, cách mạng Việt Nam có ảnh hưởng to lớn do đánh thắng thực dân Pháp. Và đế quốc Mỹ xâm lược, những người lãnh đạo Trung Quốc âm mưu nắm Việt Nam để nắm toàn bộ bán đảo Đông Dương, mở đường đi xuống Đông Nam Á Châu cho một cuộc gặp giữa các đại biểu bốn đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Lào, Campuchia tại Quảng Đông vào tháng 9 năm 1963. Thủ tướng Chu Ân Lai nói: nước chúng tôi thì lớn nhưng không có đường để đi ra, cho nên rất mong Đảng Lao động Việt Nam mở cho một con đường mới để đi xuống Đông Nam Á Châu. Những người cầm quyền Bắc Kinh rêu rao cái gọi là chủ quyền của họ đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đầu năm 1974. Với sự đồng tình của Mỹ, họ đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, bộ phận lãnh thổ của Việt Nam, để từng bước kiểm soát Biển Đông, khống chế Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á Châu, đồng thời khai thác tài nguyên phong phú ở Biển Đông.
Những người lãnh đạo Trung Quốc hy vọng tập hợp lực lượng ở Đông Nam Á Châu để tiến đến tập hợp lực lượng trên thế giới hòng thực hiện chiến lược toàn cầu của họ. Năm 1960, họ đã ra sức tập hợp lực lượng ở các khu vực Á Châu, Phi, Mỹ Latin để nắm quyền lãnh đạo của thế giới và chống Liên Xô. Để đạt mục tiêu đó, từ năm 1953, họ giáo diết vận động hợp 11 đảng Cộng sản, trong đó có 8 đảng của Đông Nam Á Châu, Đông Nam Á Châu Á. Hồng lập ra một cái thứ quốc tế Cộng sản mới mà do họ khống chế, xây dựng cái gọi là trục Bắc Kinh, tức là Bắc Kinh, Jakarta, Bắc Kinh, Phnom Penh và Bình Nhưỡng, Hà Nội. Thông qua ideologia vận động triệu tập hội nghị các lực lượng mới trỗi dậy. Santana. Cái hội nghị các lực lượng mới nổi dậy có cái tên là CONEFO để thành lập một tổ chức quốc tế đối lập với Liên Hiệp Quốc, đồng thời vận động tổ quốc hội nghị Á Phi lần thứ hai dự định họp ở Algeria năm 1965. Nhưng những người lãnh đạo Trung Quốc đã không thành công trong các kế hoạch đen tối này. Đó là vì họ đã đi ngược lại lợi ích của cách mạng thế giới là tăng cường hệ thống xã hội chủ nghĩa và phong kiến độc lập Sài Gòn dân chủ, vì họ vấp phải cái đường lối độc lập tự chủ trước sau như một của nhà nước Việt Nam. Trong 30 năm qua, những người lãnh đạo quốc gia Việt Nam coi là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu đối với chiến lược của họ, luôn luôn tìm cách nắm Việt Nam, muốn như vậy. Nước Việt Nam phải là một nước không mạnh và bị chia cắt, không được độc lập và phải lệ thuộc Trung Quốc. Trái lại, một nước Việt Nam độc lập như chúng ta thấy ngày hôm nay, thống nhất và giàu mạnh, có đường lối độc lập thuộc Trung Quốc. Họ là một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và giàu mạnh. Đúng đắn là một cản trở lớn cho chiến lược hóa toàn cầu của Đông Dương. Người lãnh đạo Trung Quốc trước hết cho là cái chính sách bành trướng của họ ở Đông Nam Á Châu đó là nguyên nhân vì sao trước đây họ vừa giúp vừa kiềm chế cách mạng Việt Nam. Mỗi khi Việt Nam đánh thắng đế quốc thì họ lại buôn bán, thỏa hiệp với lại đế quốc trên lưng nhân dân Việt Nam, và sao nỡ để từ chỗ giấu mặt chống cộng, chống Việt Nam, họ đã chuyển sang công khai thù địch với Việt Nam. Chính sách, những người lãnh đạo Trung Quốc muốn thôn tính Việt Nam nằm trong cái chính sách chung của họ đối với các nước Đông Nam Á Châu, cũng như đối với các nước láng giềng khác. Họ đã muốn chiếm đất đai của Ấn Độ và thực tế đã chiếm một phần bộ đất đai của Ấn Độ trong cuộc chiến tranh năm 1962. Họ không muốn có một nước Ấn Độ mạnh mà họ cho rằng có thể tranh giành với họ trong cái vai trò lãnh đạo các nước Á Phi. Họ vẫn mưu toan chiếm Mông Cổ, mặc dù họ đã công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ là một quốc gia độc lập. Họ muốn chiếm một phần đất đai của Liên Xô, rất không muốn có bên cạnh Trung Quốc, một nước Liên Xô hùng mạnh. Nên họ tìm mọi cách hạ uy thế của chính quyền Liên Xô. Mới đây, các nước trong cái gây chiến tranh với Liên Xô đẩy các nước Á Phi, Latin chống Liên Xô. Họ tập trung mọi cố gắng để dấy lên một cuộc thập tự kinh quốc tế và các lực lượng để đế quốc và phản động chống Liên Xô dưới chiêu bài chống bá quyền theo công thức của Chủ tịch Mao Trạch Đông ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Như nhiều nhà chính trị và báo chí Tây Âu đã nhận định, Trung Quốc quyết tâm đánh Liên Xô đến người Tây Âu cuối cùng, cũng như Trung Quốc trước đây đã quyết tâm đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Chiến lược quốc tế ngày nay của những người lãnh đạo Trung Quốc, mặc dù núp dưới chiêu bài nào,
thì đã phơi bày cái tính cực kỳ phản cách mạng của nó. Và những người lãnh đạo Trung Quốc đã hiện nguyên hình là những người theo chủ nghĩa sô vanh nước lớn, những người dân tộc chủ nghĩa tư sản. Chính sách này ngày nay của những người lãnh đạo Trung Quốc đối với Việt Nam mặc dù được ngụy trang khéo léo để như thế nào vẫn chỉ là những chính sách của những hoàng đế thiên triều trong mấy nghìn năm qua nhằm thôn tính Việt Nam trên Việt Nam thành một nước chư hầu của Cộng sản. Thưa quý khán giả, đó là xong phần thứ nhất, tất cả 5-6 trang đây. Thì chúng tôi sẽ đọc cái phần thứ hai trong cái dịp khác. Ngày hôm nay thì có rất nhiều công việc phải làm. Phần 3, phần 4, phần 5, phần 6. Rất nhiều, rất nhiều.